Một sự thay đổi nào so với đội hình xuất phát gặp Malaysia ở trận đấu ngày hôm nay? Cánh trái là Nguyễn Phong Hồng Duy, cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Hoàng Đức. Và như vậy là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đã được bắt đầu. Đội bóng đầu tiên có mặt bán kết ở bảng A đó là đội tuyển Thái Lan và đội chủ nhà Singapore. Văn Thành không có tiếng còi, vẫn đang tỏ ra áp đảo trên khán đài của sân Visan. Đã có một tình huống mà trọng tài đang phải tham khảo trợ lý. Vậy là các trọng tài đang nhắc nhở ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những phản ứng sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trước đó mà không có tiếng còi. Còn đây là một tình huống mà Công Phượng đã bị thổi phạt. Nguyễn Phong Hồng Duy, tốc độ của Nguyễn Phong Hồng Duy. Quang Hải để có thể triển khai những pha bóng như ý muốn khi mà cao thủ Indonesia tập trung rất đông cầu thủ bên phần sân nhà và luôn chơi áp sát rất nhanh. Và trong một tình huống chơi quyết liệt của đội bạn Nguyễn Phong Hồng Duy của chúng ta đã gặp chấn thương. Vâng, không khác gì một cách dằn mặt đối phương ngay từ những phút đầu tiên. Thế nhưng một bàn thắng vào thời điểm hiện tại có lẽ sẽ khiến cho đội tuyển của chúng ta có một thế trận tốt hơn rất nhiều. Công Phượng, đó là pha đưa bóng vào của Hoàng Đức và cú dứt điểm cuối cùng là của Tuấn Anh. Chúng ta cũng đang có rất nhiều những giải pháp để tung ra những cú dứt điểm về khung thành của đội tuyển Indonesia. Phan Văn Đức đã có một pha thả bóng xuống sát biên ngang để Hoàng Đức trả ngược lại. Một cái nhấc chân như đúng bài của Công Phượng trong tình huống này. Quang Hải, Công Phượng và Tuấn Anh vẫn đang quan sát với nhau và tạo ra những phối hợp tam giác rất đáng chú ý. Khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ của Indonesia đang là thiên hướng mà bộ ba này muốn khai thác trong những tình huống đánh biên. Đây là một trong những pha bóng như vậy. Hoàng Đức rất nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Việt Nam. Tiếng còi đã vang lên và đó là một chiếc thẻ vàng. Vàng thứ hai dành cho đội tuyển Indonesia, lần này là dành cho Asnawi. Và vẫn như thường lệ, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có những phản ứng để bảo vệ các cầu thủ mình mỗi khi bị đối thủ chơi rắn. Quả thật nhìn lại trận đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta có chiến thắng 4-0 trước Indonesia, trong một trận đấu mà Indonesia cũng đã có những pha vào bóng phải nói là rợn tóc gáy. Ra tay tương đối kín. Quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta có quyền chờ đợi những tình huống như thế này. Rất tuyệt vời. Một tình huống phối hợp thường thấy trong những pha phối hợp phạt góc của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng bắt vô lê ngay trong một cú chém mù của Quang Hải. Ở trong một số trận đấu tại vòng loại World Cup, Quang Hải cũng đã từng thực hiện những quả phạt góc như vậy. Hoàng Đức, đường chuyền dài bất ngờ của Hoàng Đức, rất nỗ lực đó là Quang Hải. Công Phượng, cơ hội cuối cùng của hiệp một. Không có cú dứt điểm từ phía Công Phượng. Hy vọng là Công Phượng sẽ không bị sao cả và có thể thi đấu trong hiệp 2. Dù cầu thủ này vừa nằm xuống sân. Một hiệp đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thể hiện được đẳng cấp và hơn hẳn đối thủ về thế trận tạo ra và cả những cơ hội mà đội tuyển Việt Nam có được. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể có nổi bàn thắng mở tỷ số sau 45 phút đầu tiên. Nhưng mà những cú dứt điểm chưa được chính xác và hàng phòng ngự của Indonesia. Tuấn Anh, Hoàng Đức,
tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo thế trận trong hiệp đấu đầu tiên và tung ra khá nhiều cú dứt điểm nhưng vẫn chưa chính xác. Còn Evan Dimas vào sân thay số 13 Irianto. Tiến Linh vào sân sẽ là một giải pháp cho những tình huống tấn công bóng bổng, những pha không chiến, giữ sạch vạch lưới. Nhưng hiệp 2 khi mà số 6 bên phía Indonesia vào sân sẽ làm thế trận khác. Đây là tình huống phạm lỗi và tiếp tục là chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng thứ 3 dành cho Indonesia trận đấu ngày hôm nay. Và đó chính là dành cho Evan Dimas. Pha vào bóng rất nguy hiểm. Văn Thành đang bứt tốc ở một tốc độ rất cao. Và những pha phạm lỗi như vừa rồi hoàn toàn có thể gây ra những chấn thương. Và chiếc thẻ vàng là hoàn toàn xứng đáng. Đường chuyền xuyên tuyến của Quế Ngọc Hải. Tiến Linh. Pha bật tường giữa Tiến Linh và Quang Hải. Không vào. Bóng đã chạm chân cầu thủ Indonesia sau cú dứt điểm của Quang Hải. Sau khi Tiến Linh vào sân thì những mảng miếng phối hợp và những pha bật tường trung lộ như vừa rồi đã được thực hiện ở một tốc độ cao hơn. Công Phượng làm cầu thủ có thiên hướng đột phá và cầm bóng, còn Tiến Linh đá đơn giản, bật nhả cho Tiến Hải. Đánh đầu! Quá đáng tiếc trong pha đánh đầu vừa rồi. Quế Ngọc Hải có lẽ là cầu thủ đã dứt điểm cuối cùng bằng đầu, bóng đi vọt sang ngang. Bóng chạm đầu Bùi Tiến Dũng chứ không phải Quế Ngọc Hải. Số 7 của đội tuyển Việt Nam đi bóng hơi lộ trong tình huống vừa rồi. Tình huống phạm lỗi ở giữa sân của Bùi Tiến Dũng. Như vậy là đã có thẻ vàng dành cho số 4 của đội tuyển Việt Nam. Rồi mới là chiếc thẻ vàng đầu tiên. Khi mà thời gian còn khoảng hơn 20 phút nữa, đội tuyển Việt Nam đang đẩy cao đội hình. Đánh đầu! Pha bay người đánh đầu trong pha bóng vừa rồi là của Hà Đức Chinh. Những hậu vệ bên phía Indonesia đã bị thu hút bởi tình huống di chuyển của Tiến Linh. Đó là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ cũng đã tính đến trong việc đưa Hà Đức Chinh vào sân chứ không phải một Văn Toàn. Hoàng Đức và phối hợp với Đức Chinh và quả chọc khay cho Tiến Linh dứt điểm. Dứt điểm chưa được như ý của chân sút mang áo số 22. Ở góc sút có phần bị vặn sườn thì Tiến Linh không đưa ra được một cú sút đủ lực.